Hello everybody, welcome to Health VKT. Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay cũng mấy ngày lễ ha. Anh em ở nhà được nghỉ lễ, nghỉ học đồ này nọ thì không biết làm gì. Ok, sẵn up cho anh em một con game thâu nhẹ này nọ ha. Đó, để chơi lễ cuối tuần đồ này nọ. Ok, con này là con hoa sơn ngủ tiệc ha. Ở đây có hai server, như chúng ta chọn cái server 1 nè, có dấu gạch nè. Đó, vô game. Đó, đây chúng ta sẽ chọn các lát nhân vật ha. Ok, chọn nhân vật nữ đi. Tài khoản tên chỉ có được 6 chữ đúng không? Ok, yes. Vô game nào. Rồi, bỏ qua phần này luôn. Rồi, bỏ qua cho nó đánh luôn. Đó, vô game. Rồi, bây giờ chúng ta chạy nhiệm vụ đầu game cái ha. Cái nào bỏ được chúng ta bỏ hết luôn. Ok, cho nó nhanh đồ này nọ ha. Rồi, con này trên kênh heo cũng khá lâu ha. Và cũng khá nhiều anh em đã từng chơi và từng mua thâu rồi. Nhưng mà hôm nay up lại cho những anh em mới ha. Đó. Đúng hả, đẹp ghê không? Đấy, trời ơi ạ. Đấy. Ok. Game này là một con game kiếm hiệp mà khá bài mà theo dạng này cũng phải 2D nữa, này là 2.5D luôn chứ 2D gì này. Nhân vật kỹ năng đồ rất là đẹp luôn. Đó, kỹ năng cũng giống như là con kiếm hiệp của người ta. Đâm tà tay độc ấy. Đó, giống vậy á, nhưng mà đồ ngoại nó đẹp hơn ha. Đó. Và nó là màn hình đứng nha anh em. Đấy. Nhìn ở trong video thì thấy nó có chút xíu vậy chứ anh em nhìn cái màn hình điện thoại hiện tại ra sao thì cái vô game thì nó bự y chang vậy ha. Đó. Bỏ qua hết mấy phần này đi. Tới luôn bưởi ơi. Đó. Cổ mẫu kiếm pháp. Đó. Ghê không? Đồ ngoại đẹp ghê. Kỹ năng vậy thôi còn đồ gì nữa anh em. Rồi, tới luôn. Bồi dưỡng. Cái này chạy nhiệm vụ đầu game lâu lắm. Bởi vì ngán, không ngán cái gì con này mà ngán cái nhiệm vụ đầu game anh em. Vô mà nó lâu, hơi nhìn thấy mắt mệt luôn á. Rồi vô game chưa nữa hả? Chưa anh em ơi, nó chưa cho còn kêu bồi dưỡng nữa nè. Ok, bồi dưỡng rồi. Đánh đêm hai mà cái bỏ bản nữa. Cái này bỏ qua được không? Có nhiều cái nó cho bỏ qua mà có nhiều cái nó không cho ta, không hiểu cái nguyên lý nó ra sao luôn á. Này có các nhân vật kiếm hiệp quyền hội như là Hoàng Dung, Quách Tĩnh, Mộ Dung Phục rồi này nọ ha. Âu Dung Phong rồi Kiều Phong rồi Tùm Lum Phong ha. Nhiều lắm. Không bỏ qua được luôn. Còn nữa hả? Sao nhiều dữ vậy ta? À, nghỉ lễ này anh em ở nhà đi, đừng có đi chơi đâu hết á. Dịch dạo này cũng thấy nguy hiểm quá. Ta ở nhà cầm điện thoại lên mà chơi game Health VKT nè hả. Có đi đâu chỉ cho nó dịch bệnh anh em ơi. Đó nè, chú là chú ếch con có hai mắt tròn nữa hả? Lâu dữ vậy. Hy vọng là hết cái này nữa là xong ha. Bà mẹ nó đánh hơi bị lâu chung gì hết à. Giết được 3 con, ok. Hình như là gần nhau nó mới giết được. Rồi xong cái nhiệm vụ này nữa là xong cái nhiệm vụ đầu game mà anh em đừng lo.
đó, lên cấp thấy không? Đó. Rồi, xong rồi, bây giờ chúng ta đây có 50.000 kim nguyên bảo hả? 50 với 50 kim nguyên bảo. Ở đây là quà nạp đầu. Ở đây là quà 7 ngày nè ha. Nhận. Rồi sự kiện nè. Đó, VIP phúc lợi. Rồi tí lầu rồi nè. Đó, này ký danh. Này kim nguyên bảo. Có không được nhiêu đó. Đó, sự kiện đâu này nọ ha. Rồi vàng theo dõi nhiệm vụ vàng online đồ nè ha. Đó. Rồi bây giờ chúng ta muốn làm sao để có VIP ha. VIP ta đang là VIP không. Và kim nguyên bảo là mới có 378 thôi. Rồi chúng ta chạy qua cái phần thâu ha. Thâu này chúng ta bấm vào. Nhập cái tên tài khoản của chúng ta vào. Ok yes nè. Số lượng kim nguyên bảo vô như là chưa thấy, như nạp khoảng 10 triệu à, để coi nạp lại coi. 1 2 3 4 5 100 ha. Ok tiếp này cũng không tới luôn, nạp tiếp phải không, tên nhân vật. Ok yes số lượng kim nguyên bảo 1 2 3 4 đó. À nạp 4 số thì nó vô ha. À ok rồi nạp lại nè rồi bây giờ thì biết rồi nè. Rồi 1 2 3 4 hơi lâu vậy đó nè, vô rồi nè ha, 4 số 9 ha. À hết, anh em nạp tiếp nha anh em. Đó 4 số thôi, đấy. Rồi ok, game nè hả. Đó, nạp tiếp thôi, coi 5 số được ta. Một, hai, ba, bốn, năm. Trời, 5 số nó không vô quá chứ. Rồi, 5 số nó không vô anh em ơi. À, 5 số vô rồi nè. Ok 5 số vẫn vô ha. À, tiếp nữa lên 6 số rồi. Ok 1 2 3 4 5 6 vô không rồi, 6 số chắc nó không vô rồi anh em ơi. Đã vô nữa nè, đậu xanh. À thấy lâu quá thì bấm vô cái phần quà nè ha, cái túi quà đấy. Ok cái nữa coi. Rồi 1 2 3 4 5 6 7 là 100 triệu á, nạp. Rồi, không biết nó đâu rồi, nó lâu quá. Đó, vô rồi nè, đồ. Ok. Rồi, nạp cả 100 triệu cũng được nha. Đó, thơm. Rồi, bây giờ chúng ta đã được max kim nguyên bảo luôn rồi ha. Hết thì chúng ta vào hậu tiếp ha. Còn ở đây chúng ta có quà VIP nè. Đó, quà VIP đồ ha. Danh không có, quà VIP giờ lấy ở đâu ta? Đây phúc lợi VIP nè, đó. À, vào cửa hàng, vô cái phần VIP nè, đó. VIP 1 nè ha. Trời ơi. VIP 2 nè, này VIP 2 1, VIP 2 nè, VIP 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11 nè, 12 nè, 13 nè, 14 nè, 15 nè, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 nè, 23 luôn nè, 24 luôn nè, 25 nè, 26 nè, 27 nè. Ồ không có 27, VIP 1, VIP 2 nè, VIP 3 nè, VIP 4 nè, VIP 5 luôn nè. Đó, ghê không? Game free cho chúng ta là VIP 5 luôn ha. Đó, vô túi nằm ở sảnh đúng không ta? Không phải, nằm đây nè. Không phải vô đây. Túi đây, túi đồ nè ha. Rồi hiệp khách dùng Chu Bá Thông nè ha. Đó. Còn gì nữa đâu mà cấp dưới sầu đây. Trương Vô Kỵ, Dương Quá và Quách Tỉnh heo hết Trương Vô Kỵ hơn ha.
gái bu nhiều là thấy thích rồi. Rồi chọn tướng Trương Tam Phong Tiểu Long Nữ. Ok, Tiểu Long Nữ ngon hơn ha. Rồi ở đây chúng ta có Hoàng Sam Nữ, Âu Dương Phong, Hồng Hất Công. Tất nhiên là lấy Hồng Hất Công rồi. Đó, đục bá Hồng Hất Công tướng vạm vỡ ghê hồn không? Tướng truyền thuyết nha anh em, ở trong bộ xạ điêu à, truyền thuyết. Ok. Đó, gậy đánh chó ha. Rồi ở đây chúng ta còn túi hiệp khách gì đây? Giác Viễn, Nhất Đăng Đại Sư. Ok, lấy Nhất Đăng đi, Nhất Đăng hay hơn. Nhất Đăng hình như từng là binh chủ hay gì, quên mẹ rồi, không nhớ nữa. Đây là cũng trong bản Thần Điêu Đại Hiệp ha. Đó, tướng truyền thuyết. Ghê không, ghê không, ghê không? Đó, quá ghê. Tiếp, còn ai nữa? Thần binh hả? À, thần binh, ok, thần binh để lại. Ngoài hiệp khách nè ha, trang bị nè nọ, ok. Rồi, thì game trước mắt là phi như vậy ha. Anh em nào muốn thêm tướng đồ này nữa hay là vật phẩm thì chúng ta mua thâu nha anh em. Đây, thâu vật phẩm. Đây có ghi rõ nè, thâu vật phẩm là don ha, còn thâu nạp là cho phi luôn anh em đấy. Đó, muốn add bao nhiêu thì add ha. Đó, ok không? Thơm. Thơm lừng mùi mít chín luôn. Đó, chúng ta có thể bỏ tướng vào đội hình test thử một cái coi nè. 45 mới chuyển. Rồi thay thế đây. Đó, game tiếng Việt nên cũng khá là dễ chơi ha. Đó, tiếng Việt không mà anh em. Đó, Việt hóa khoảng 95% ha. Ok, Hồng Hất Công đi. Rồi, vô giang hồ. Người trong giang hồ đầu, cái đầu mày đâu? Điều chiến đó. Không, đó, đồ một phát một, wow. Ê, hít chu bá hồng nha. Tính ra chu bá hồng đánh cái kit quần khá là ngon đấy trời. Có quà nạp đầu nè, nhận được không? Ok, không có nhận được. Rồi, ở đây thì bây giờ chúng ta muốn thâu tướng hay nguyên liệu thêm thì chúng ta mua thâu nha. Ở đây là nè, đó, thâu vật phẩm no free nha anh em. Đó, nhắc lại luôn. Rồi, anh em nào mua thâu thì inbox cho heo. Đó, vào thì chúng ta chọn nhẹ nó cái. Rồi, gói túi skin 1, skin 2, skin 3 rồi nè. Ê, mua skin đi coi, nó là cái gì đây? Rồi. Ok, chờ ha, chờ chút nó có cái túi ở đây chúng ta tính tiếp. Rồi, còn bây giờ thì rồi, đâu rồi? Ok. Cái gì nữa ta? Kinh nghiệm mà không, từ đi. Đồng lệnh hồ sân tướng thuốc âm dương xạ điêu thần điêu gì nè. Điêu gì mua mượn mảnh đi. Ok. À, đó, thâu thì chút nó hiện cho anh em cái này hả? Đó. Ủa, cái nào là cái skin? Cái này skin của ta? Chắc skin rồi. Con này là túi thần điêu nữ gì đây? Sờ kinh là chắc dành cho tướng rồi anh em. Đó, tướng này có skin luôn ha. Mà không biết skin đó là skin gì thôi. Còn túi hồi nãy, nãy ta mới nhận một cắm túi vô đây làm gì ta? Không biết luôn. Rồi, muốn thâu cái gì thì anh em mua thâu ha. Đó. Rồi, đơn giản thôi ha. Đó, chuyện không có gì hết. Đó, muốn mua cái gì, đó. Muốn thâu cái gì thích nè. Trương Tam Phong nè ha. Đó, lệnh hồ sưng dương quá ân tố tố thần điêu nè ha, tùm lum hết đó. Rồi kiếm cái gì nữa coi, gì lục nữ kiếm hả, ghê hả. Này là gói quà VIP rồi. Rồi ló mắt bí kiếp, cái gì nhiều dữ vậy ta. Trời trời trời, bánh dây đỏ, dây đỏ là gì, kim sư hiển thủy à. Rồi thâu cái còn nó là gì đây, đó thâu là vô liền luôn. À, cái đầu lân hả,
Đồ, cái này mở ra nhiều đồ dữ hả? Wow. Má, cái đầu lân này mở ra còn nhiều đồ hơn ta nữa. Mà mấy cái này nằm đâu rồi ta? Trang bị vật phẩm hồi nãy mới mở vô luôn là nằm đâu rồi trời? Ra ngoài. Rồi, méo biết nó nằm đâu hết. Thôi để tạm nó đó đi. Rồi, đó. Bây giờ hâu cái gì đó vô mở cho nó đẹp đẹp cái coi nè. Gói full hoàng kim đi. Full hiệp khách chứ. 10 gói. 10 gói full hiệp khách. Nhận. Đây, nhận. Nè, hiệp khách nè. 10 gói nè. Võ lâm nè hả. Đó. Rồi, ok. Anh em nào có chơi thì tải về ha. Và nhắc lại một lần nữa là game free full khâu kim nguyên bảo ha. Khâu kim nguyên bảo anh em vào, anh em nhập tên nhân vật và nhập số lượng ha. Đó, đây. Nhập lại số lượng, tên nhân vật nè, nhập số lượng. Rồi, nhập. Ít ít thôi nha, nhiều quá nó méo có nhận được đâu. Rồi, như đây là méo thấy rồi nè ha. Đó, ok. Rồi, ít ít lại thôi nha anh em. Đó. Vô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, nhập. Đó, vô nè ha. Đó, mới thấy đó, nó vô đó. Rồi, còn khâu full vật phẩm với tướng đồ này nọ. Nói chung là khâu full chín mấy phần trăm thì nó nằm ở đây ha. Đó, mà khâu này thì khâu tốn phí nha. Rồi, chúc anh em có kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ nha. Ok, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn.